Đến là khi chúng ta thấy một đứa trẻ rơi từ tầng 12 thì chúng ta mới nhận sự thiếu sót của một thể chế, không chỉ hư một cái lan can chưa bọc lưới mà đám đông luôn chờ một hậu quả để phát tiết và chờ một gương sáng may mắn để tôn vinh. Đó là một xã hội mất phương hướng. Không lẽ tao lôi lại vụ điện nữa ta? Không lẽ tao lôi một cái xã hội chết 500 triệu rồi tao lôi lại, ủa lộn, 500 ngàn rồi tao lôi cái xã hội mà chết sự sự sưởi ấm mà bị chết nữa tao nói nữa ta? Mày mày thấy mày phản động biết rồi mày đến mày ngu muội chưa? Cái chuyện mẹ đứa nhỏ nó chơi đùa, nó tai nạn, cái đó chỉ đơn giản là tai nạn. Mày cũng chính trị quá vô, mày nói thể chế gì nữa, nghe ghê vãi chưởng. Mày có bị khùng không Tony Lê hả? Tony Lê em sao vậy? Trời đất ơi, đứa nhỏ nó chơi bời nó này nọ, cái chuyện tai nạn đó là cái chuyện bình thường, do người lớn người ta sơ ý thôi đúng không? Do người lớn người ta sơ ý, tao không coi kịp thì nó xảy ra tình trạng đó, tao rút kinh nghiệm thôi. Mày chính trị hóa luôn. Anh có từng nghĩ rằng Việt Nam có chiến tranh người dân sẽ đua vào làm lính không anh? Lúc đó ra viễn cảnh thiếu súng đạn, mày tưởng tượng hơi bị lố rồi đó. Tao thuộc dạng trung lập, không thích mà cũng không ghét cảnh sát, mày đừng bảo tao phản động nữa được không? Không, mày không có trung lập, mày không có trung lập, mày trung lập là mày phải cúi đầu trước người cộng sản một cái rồi muốn nói gì đó nói, còn mày không cúi đầu là mày không có trung lập. Tao nói đúng không các bạn? Mày phải cảm ơn công sức người ta đổ máu hy sinh giành giữ hòa bình cho đất nước, rồi xong mày phải cảm ơn người ta duy trì một thể chế chính trị nó ổn định, nó bền vững sau 46 năm mà bọn kia nó tru tréo, để cho đất nước Việt Nam này thế hệ bao nhiêu con người Việt Nam nó tồn tại, nó phát triển, nó có được cái ngày hôm nay. Từ một đất nước là nghèo đói thiếu ăn, từ một đất nước mà gọi là bù chữ này nọ, mà bây giờ Việt Nam ngạo nghễ trên trường quốc tế xuất khẩu gạo này nọ, công dân hết mù chữ, tỷ lệ sử dụng internet khá là cao đúng không? Cái đó là mày phải cúi đầu trước một cái rồi muốn nói gì đó là nói, còn mày bay mày để xả 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 luôn, không có trung lập. Tôi không thấy cái chữ trung lập ở đâu hết đó, này là phản động rồi, trung lập gì? Tao ăn ngay nói thẳng à, chịu 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 thôi giờ, chứ tao biết sao giờ. À, Việt Nam ngày càng phát triển, người dân ăn ngon mặc đẹp, cộng sản được lòng dân, kiểu này truy tích càng chống càng nhục, điều diễn chuyện đó rõ ràng. Chửi Việt Kiều như Ngu Kỷ tiếp cho nhục chơi anh, tao là tao chưa bao giờ tao chửi ổng luôn á, mà tao còn ăn tâm thư nè con. Thí dụ bây giờ tao chửi ổng tự tử, ai chịu trách nhiệm? Mày tối ngày mày mày xuống dạy, mày tối mày ăn là mày xuống mất dạy không, mà tự nhiên đi chửi người ta. Sống trên đời mà ăn rồi bị chửi người ta, thuộc mày là thằng vô văn hóa. Không có chửi, sống trên văn minh, tao lấy lý lẽ, người ta đối với lý lẽ đó. Quân tử động khẩu không động thủ, hiểu chưa? Mày trẻ trâu quá, coi chừng tao lóc mày luôn nha mày, Trần Trung Hiếu. À, kinh tế chưa qua nổi tụ top ASEAN nữa mà soi EU. Việt Nam không cần so về kinh tế, Việt Nam người ta so về tổng thể quốc gia đúng không? EU nó chết qua Covid quá trời, Việt Nam không có, người ta so về chỉ số người dân sống, chứ người ta không có đi so về kinh tế, có mình mày so kinh tế thôi. Cuộc đời này á, cái điều quan trọng nhất là cuộc sống, bạn sống như thế nào đó, bạn sống như thế nào, chứ không phải bạn kiếm đường tháng bao nhiêu tiền, hiểu không? Bạn kiếm một tháng bao nhiêu tiền mà trả góp nhà 30 năm, trả góp xe 15 năm, rồi chi phí đi lại này nọ kia, thời gian cho gia đình không có, tiền dư ứ có đúng không? Làm con cù cho người ta giặt lông rồi thôi, tự tử bà đó cho rồi. Đó là chất lượng cuộc sống, mấy đồng chí có hiểu hay không? Nó tiền là một phần thôi, tiền là một phần, ok, nó mình kiếm tiền nó vừa phải, nhưng mà mình sống một đất nước nó thoải mái, nó khác so với mình kiếm tiền nhiều mà mình sống quá trời áp lực mà không lối thoát cho một ở một đất nước kia. Nó thằng nào so tiền là thằng ngu và thằng ấu trĩ. Trời ơi, mày nói như vậy luôn mà đồng chí mới tỉnh ngộ chứ. Mấy đồng chí tối ngày ăn mẹ tiền 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 chỉ là một phần thôi. Đồng chí kiếm ra một tháng 10.000 đô, đồng chí xài mẹ hết 12.000 đô rồi, thì đó có phải là cuộc sống hay không hả? Đồng chí kiếm ra một tháng phải cực khổ này nọ được 5.000 đô, đồng chí đổ bà nó vô nền kinh tế của nó, hết bà nó 4.900 rồi, đồng chí tích lũy được một tháng có 100 đô thôi, đồng chí gáy với ai đó? Các đồng chí ra là tôi đi mẹ vừa phải thôi đúng không? Cuộc sống này nó phải đỡ áp lực đó, thì con người ta nó phải vui chơi, nó phải relax đúng không? Thứ nhất để kết nối bạn bè, thứ hai để cho tinh thần nó thoải mái, nó đỡ stress, da dẻ nó hồng hào đẹp trai, tập gym ở BBT, uống súp ở THL để nâng cao giá trị cuộc sống, chứ không phải vội vàng ăn mẹ cái bánh hamburger xong rồi đi cày. Bạn hiểu không? Tại sao thằng McDonald với thằng 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 King Burger nó chết bà ở Việt Nam rồi? Tại vì mày đi sai hướng đầu tư. Cái hướng đầu tư của mày chỉ phù hợp cho những xã hội áp lực thôi, nó vô nó cặm mẹ cái nó đi làm. Ở Việt Nam tao ăn cái gì nó phải ngon. Đó, ăn là phải ăn phở đúng không, bánh mì Việt Nam nữa
đúng không? Bánh mì phải có 3T, đàn ông phải có máu dê trong người, đúng không? Mày có máu dê phải có thời gian để mà đi dê nữa, chứ không phải cái máu đó là tối ngày về thôi, bật bà nó lẹ lên 5 phút cho xong. Đó là giá trị cuộc sống. Mày ngáo tới kinh tế hoài, mày chán, mày ba quá không có đi học mà tao mẹ mở mờ được kinh tế, mà kinh tế trả bằng ai nữa, mới điên chứ. Cũng nghèo nghèo thấy mẹ tao mà ham nổ à. Nói người ta sống tao phải một cái bình diện chung cho xã hội. À, chất lượng cuộc sống nghe thấy sợ hãi, tiền không quan trọng, tỏ vẻ lạc quan, cho dân Việt tự hào hả, dân tình còn đi bán vé số lụm ve chai. Ôi mà nhìn bên đây bán vé số lụm ve chai thì mình nhìn bên kia cũng chết mẹ cầm cầu kìa, so gì đúng không? Mày muốn nhìn tiêu cực thì anh nhìn tiêu cực, mà thằng nào lo làm thì đó giàu, thằng nào làm biếng thì đó nghèo, đời đó như vậy thôi, chịu không chịu thôi à, đúng không? Mày muốn nói tiêu cực đúng không? Đó, bây giờ tiêu cực nè, ở bển chết cầm cầu, chết lạnh chết cống, nhóc Việt Nam không có ca nào hơn chưa. Nó còn ta bán vé số, ta đâu có chết đâu, cũng chả khác gì mình xin welfare như nhau thôi, mà ta có đi làm bằng lao động, người ta có lòng tự trọng, còn mày đi ăn bám mày nhục hơn. Nếu mà nói về độ nghèo là như nhau, nói về độ lòng tự trọng tự tôn thì bên xin welfare nhục hơn nhiều. Lại so Việt Nam với Mỹ châu chấu đá xe à? Không, tao so sống so mày mắc gì cũng so được, trời, châu chấu đá xe. Ông mà châu chấu đá xe đó, đá một cái hiệp định Paris năm 1973, cái xe đó bay về bên mẻo luôn rồi đó, bỏ lại 4 năm bánh ở Việt Nam nè, xong rồi bỏ lại 4 năm bánh ở Việt Nam rồi, xong rồi bên bển phải phải bò đầu qua lại thôi. Giờ bình thường quá, hòa hợp hòa giải đồ thôi, giờ không cấm giận cấm tiết, mình diễn trò sâu sâu đi cho tôi tìm lại hai cốt ba ơi. Mày gãy gì ai? Còn nói thiệt chứ mày đã làm Việt Nam khắp thế giới như nhau thôi à, Việt Nam ở Việt Nam hay Việt Nam ở nước ngoài cũng là nói tiếng Việt, muốn so thì ở đây so, chả có gì phải ngại cả, ở đây có lòng tự tôn dân tộc thế thôi, ở đây không mang lòng tự nhục, không bao giờ đội đầu đế quốc ngoại bang nào đó. Ở Việt Nam là vô đối, ok, chịu chịu thôi. Mày nực cười châu chấu đá xe, tưởng đàn cháu ngã ai ngờ xe nghiêng. Thôi sai sai chữ nghiêng, ông khịa nó mà ông sai nó khịa đây ông nghe, ông sai chữ nghiêng, nghiêng có g, nghiêng không g là nghiên cứu, còn nghiêng có g là nghiêng ngã. Còn bây giờ muốn 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 đam mà chắc ăn luôn á, bỏ chữ nghiêng đi đúng không? Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng cháu ngã ai ngờ xe lăn. Chữ lăn nó hai nghĩa đúng không? Một là nghĩa đen, nó vẫn là lăn lăn bò cà, mình vẫn đúng mình nghĩa đen, còn cái nghĩa bóng nữa, xe lăn. À, dân Việt đáng sống mà trốn qua Campuchia đánh bài đá gà. Ủa nó thích chơi đánh bài đá gà liên quan gì? Xàm, nói chuyện ngu như vậy mà đặt lít phụng thua luôn. Thằng phụng sồ này mà cho ăn bơ online, lý luận câu này là không thể đam rồi mấy bạn, câu này quá ngu rồi. Rồi đam nha, đổ lộn ăn bơ online cho phụng sồ. Thuế Việt Nam thuế 200% tuyệt vời lắm Việt Nam ơi, thuế nào 200% liệt kê ra nghe chơi coi. Bây giờ tao nói mày thuế 400-500% tuyệt vời lắm Mẻo ơi, tao chỉ mày luôn, thuế sắt thép đó, chịu chịu thôi à. Còn thuế nào 200% mày nói ra đi, mà nói đúng thì tao nhận, mà nói sai thì tao cho mày ăn bơ online. Vì tại mày mày dốt mà mày đưa pháo ngu, pháo là pháo xà tu bi. Việc Việt Nam sao không ai dám so, tên trên mấy diễn đàn toàn nói lé là đông lào, định tự nhục ăn ké, mày ngu nữa. Cái đó là chiến thuật của Việt Nam, ngoài mặt có thể hiền hòa, sau lưng cầm dao găm. Trời đất ơi, đúng là cái thằng nữa, xin lỗi bạn chứ Jimmy Phan này, bạn đu càng lâu quá, bạn vô cô tôi cũng nhiều mà sao bạn không không, không lên não, không nhảy số, đúng không? Đó là chiến thuật của Việt Nam, trước mặt là nhân nghĩa, sau lưng cầm dao găm, như vậy thì mới có kinh tế mới, như vậy thì mới có lại gì đó. Đời tổ tiên đã dính bao nhiêu cú rồi, má tới giờ chưa hiểu nữa, hèn chi bị người ta chửi ngu hoài cũng có lý. Nhiều khi thấy người ta chửi bạn ngu mình cũng thấy tội nghiệp bạn quá, mà công nhận bạn ngu thiệt. Bạn ngu mà bạn im đi thì không sao, bạn ngu mà bạn cứ trây trét cái ngu của bạn ra, bạn khiêu khích những người khác đúng không, nên người ta chửi bạn là đúng rồi.